Trên màn hình lúc này đang hiển thị bản đồ sơ bộ thu được khi điều khiển robot đi xung quanh không gian thử nghiệm. Còn đây là bản đồ sau khi đã chỉnh sửa. Có thể thấy các vị trí màu đỏ là tường ảo tạo ra để robot không đi ra ngoài. Và 5 vùng màu vàng là vùng cấm robot đi vào trong. Sau đó thiết lập 4 vị trí để mô phỏng nhiệm vụ di chuyển. Robot bắt đầu từ vị trí 1 di chuyển đến vị trí 2, dừng lại và lấy hàng tại đó, sau đó di chuyển đến vị trí 3. Sau khi dỡ hàng, tiếp tục di chuyển đến vị trí thứ 4, lấy hàng, rồi quay về vị trí thứ nhất dỡ đồ, rồi cứ tiếp tục vòng lặp. Sau khi công nhân tại vị trí 2 đặt hàng lên robot, sẽ nhấn nút bên hông robot để xác nhận thao tác đã xong. Robot sẽ di chuyển đến vị trí 3. Trong quá trình di chuyển, đèn xung quanh robot sẽ nháy sáng. Khi đến vị trí chạm, đèn sẽ tắt. Và khi xác nhận thao tác thành công, đèn sẽ nháy chớp liên tục. Trong nhiệm vụ lần này, chúng tôi tạo ra các vật cản cố định trên đường đi của robot để đánh giá về khả năng tránh vật cản của nó. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn thử nghiệm thêm việc kết hợp thêm vật cản và người di chuyển qua lại để mô phỏng không gian làm việc trong nhà xưởng. Như có thể thấy, robot gặp phải vật cản nó dừng lại để tránh người, và sau một thời gian nếu người không di chuyển, nó sẽ tự tạo ra một con đường khác. Trong thí nghiệm cuối, chúng tôi thay đổi vị trí đặt ghế. Như có thể thấy, khoảng cách tại vị trí B kết hợp với vùng cấm không đủ để cho robot đi qua nên nó mới dừng lại. Và khi thay đổi ghế từ vị trí B sang vị trí A thì khoảng cách lúc này đủ rộng để robot có thể đi qua. Vì vậy, qua video ta có thể thấy được một vài tính năng quan trọng của robot, có thể được kể đến là tạo bản đồ không gian làm việc nhanh chóng, tự động vận chuyển hàng, giao hàng tới nhiều điểm khác nhau theo yêu cầu, và nó linh hoạt với các module vận chuyển hàng, ví dụ như thùng, giá đỡ và băng tải.